Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học Material Design. Mình tên là Chế Công Bình. Như vậy là ở bài ngày hôm trước chúng ta đã đi xong cái bay thứ hai khi mà chúng ta roll đối với bay trang chủ rồi, đúng không? Thì bài hôm nay chúng ta sẽ thiết kế tiếp cái thằng cái bài Navigation Tab này ha. Thì bây giờ giả dụ như mình đã quên đi cái thước của Navigation Tab, đúng không? Mình vào trang giữa bảng Material GUI, đúng không các bạn? Material GUI. Đây, GUI. À, mình trở lại cái bài gì? Component. À, trở lại bài Button Navigation. Được chưa? Rồi, ok, mình đã quên cái thước rồi ha, xem như mình đã quên. Thì mình đang muốn trình bày các dạng Button Tab như thế này nè. Đó, Region. À, File Read. Đó, Nearby đây, mình đang muốn làm như thế này. Đúng không bạn? Mình đang muốn làm như thế này. Vậy bây giờ mình làm sao đây? Đúng không bạn? À, ok. Bởi vì bạn thấy rằng là gì đây? Button Tab của chúng ta đang sử dụng màu Primary. Thì các bạn nhớ là gì? Button Tab mà có màu Primary thì tất cả các icon con trong nó phải là màu gì các bạn? Màu trắng. Đúng không? Tất cả các icon con trong nó phải là màu trắng. À, rồi, nhớ ha, nhớ cái thước rồi. Ok, đây. Đây là cái mà chúng ta đang cần, đúng không? Xem cái thước là xem, mình nhớ là mình, tại vì mình không có nhớ cái thước cho lắm ha. Cho nên khi mình thiết kế mình đừng đều về đây mình xem cả. Đây. À, kích thước của Button Tab sẽ bằng các bạn, sẽ bằng các thằng con cộng lại, đúng không? Vậy đây chúng ta có là kích thước là 360 mà chúng ta có 5 thằng. Đúng không? 360 mà chia cho 5. Chúng ta sẽ được 72. Vậy chúng ta sẽ có một cái những cái ô vuông con là 72, đúng không? Tạo ra những cái ô vuông con có kích thước là 72 triệu đồng. Được chưa? Thì mỗi cái này là chính là những con của chúng ta. À, chiều cao lẽ ra chỉ có 56 thôi đó. À, đó, một thằng. Đúng không? Mình sẽ cho nó những cái màu khác nhau đi ha. Chọn mấy màu trên đây đi, màu tím, màu thằng con, đúng không? Rồi, mình sẽ copy ra. Rồi, hai thằng con. Rồi, tiếp tục copy ra. Ba thằng. Rồi, copy ra. Bốn thằng. À, rồi, 5 thằng là cái màu cam của chúng ta, đúng không? Rồi, mình phóng bự lên 200% ha. Rồi, thì đây chính là Navigation Tab của chúng ta, đúng không bạn? À, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đơn giản gì đây, chúng ta thiết kế nó, nhưng mà bên đây là của thằng bay trang chủ thứ nhất, đúng không? À, bay trang chủ thứ nhất. Thôi, thứ mấy kệ cha nó đi, đúng không bạn? À, kệ nó. Rồi, à, chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế, các bạn thấy là rõ ràng là 56 về mặt chiều rộng. Ủa, xin lỗi các bạn, chúng ta có 5 thằng là phải 56 đúng không? Mà chúng ta chia ra cho 5 rồi. À, vậy bây giờ là chúng ta sẽ coi cái icon. Vậy các icon của chúng ta sẽ có kích thước loại như các bạn là 24, đúng không? Vậy đầu tiên click vào trang homepage thì nó sẽ ra cái phần này. Đúng không bạn? Homepage ra phần này. À, vậy mình click vào homepage vậy mình sẽ có một cái icon home. Các bạn lên trang icon trang material icon lấy ha, đao màu trắng về kích thước icon 24, đúng không? Màu trắng đây. À. Rồi, download. Được chưa? Rồi, có rồi thì lấy nó ra. À, đâu rồi? Icon Home đây. Icon Home đây. Để nén ra. Android MDBI. Quăng vô. Được chưa? Một em. Rồi, để đó đi ha. Tạm thời. Icon tiếp theo là chúng ta các bạn trang chủ tới là gì? Yêu thích đúng không? À, vậy là trái tim. À, yêu thích trái tim gì nhỉ? Không biết nó có hiểu không nữa. À, chả hiểu rồi đúng không? Like. Trái tim nó là cái gì nhờ? Rồi, chúng ta tìm ha. Bắt buộc chúng ta phải tìm rồi. À, file read. Đây nè, trái tim ngục tù đúng không? Download về. Rồi. Đây, file read. Kéo vô. À, trái tim. Còn gì nữa các bạn nhờ? Chúng ta sẽ có là các bài hát được yêu thích đúng không? Đây là các bài hát được yêu thích. Rồi chúng ta kế tới đây các bạn. Bài xếp hạng đúng không? À, bài xếp hạng chúng ta lấy cái chart. Bài xếp hạng là chúng ta lấy cái chart ha. Đây, bài xếp hạng. Rồi, cái chart mới tải đâu?
Sao không thấy nhỉ? Quay trở lại. Insert đúng không? Nó bắt đầu chữ Y. Đây, insert chart đây. Rồi. Android, MDPI. Mở này lên. Mở này lên, kéo vô. Rồi. Chúng ta sẽ được các bài hát yêu thích. Rồi, chúng ta còn gì nữa các bạn? Danh sách nghệ sĩ đúng không? Đúng bạn, danh sách nghệ sĩ. Thì chúng ta qua đây chúng ta coi đi, qua bên MP3 chúng ta coi đi. Đây là bảng xếp hạng đúng không? Album, à đúng rồi, album đúng không? Chúng ta album. Thì bạn trong bảng xếp hạng nó có video mà ha, album. Thì album chắc không biết cái này nó có icon album hay không. Album. Có hơn hơn nhờ có album nè, ngon không ta? Rồi, download về. À chúng ta có album. Rồi, album là chữ A đầu đúng không? Đây. Album. Android. MD. Rồi, kéo album vô. Vậy là chúng ta có được album. Đúng không bạn? À, rồi chúng ta có được cái gì nữa các bạn nhờ? Cuối cùng là gì đây? Cuối cùng gì đây ta? À, thông tin của user. Đúng không các bạn? Cuối cùng là thông tin của user. Ở đây chúng ta sẽ có các thông tin như là xếp hạng video. Hình như vậy là thiếu đối với chúng ta đúng không? À quên nhờ, thông tin user là chúng ta đã để nó làm trong cái browser rồi, đúng không? À cho nên đây không cần thông tin user. Ở đây chúng ta sẽ có là các bài hát được yêu thích, đúng không? Ở đây sẽ là, đây là các bài hát yêu thích nè, đây là homepage nè, các bài hát yêu thích nè, bảng xếp hạng nè, album nè. Rồi, video đi ha, rồi cuối cùng là video. À, video. Library, Webcam. Video, music, video, video. Coi thấy cái nào được đẹp đi ha. Cái này là one video. Chắc mình sẽ cho nó cái này đi ha. Rồi, download về. Track video đây. Đích vào, giải nén nó ra đúng không? Rồi. Rồi ok, thấy vô. Xong. À, như vậy là chúng ta đã xong 5 cái chưa? Xong rồi đúng không? Vậy giờ chúng ta canh kích thước ha. À, bỏ đi, bây giờ chúng ta không cần mấy nữa, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Đúng không bạn? Đây nè, để chúng ta làm giống như cái gì? Giống như này đúng không? Chúng ta bỏ những cái không cần thiết đi. À, còn không thì các bạn phải giữ lại ha, giữ lại thì khi các bạn thiết kế xong thì các bạn bỏ đi cũng được. Đó mình giữ lại. Rồi, mở lưới lên. Ha, à, phóng 200% rồi đúng không? Vậy đầu tiên icon chúng ta là 24 rồi, đúng không? Vậy chúng ta đã thỏ được cái gì các bạn? Thỏ được cái kích thước này rồi là 24 pixel, đúng không? Vậy từ cái bottom canh lên là 10 là chúng ta tới cái chữ, đúng không? Bottom canh lên là 10 là tới cái chữ. Chữ chúng ta có kích thước là bao nhiêu nhỉ? 10 dB là stack. Stack là regular, đúng không? Đối với XT là 14, đối với không XT là 12. Ok, đối với XT không XT là 12. Style, font, Roboto, regular, ok, font 12, ơi ok luôn, ngon. Rồi, bỏ test vô. À, hơi mập nhờ, sao test nó có vẻ hơi mập. Rồi, ok, không thành vấn đề. À, vậy đầu tiên chúng ta đây là trang chủ đúng không? Trang chủ. Rồi, màu trắng. Đúng các bạn? À, chữ màu trắng. Chữ màu trắng. Rồi, canh cho nó ngay một tí. Từ canh bottom canh lên là 10, 4, 8, 10. Đúng không? Rồi, ngay ngắn, ngay hàng thẳng lối. 10 chưa? Rồi, đúng không các bạn? Rồi, cho nó canh giữa đi ha. Rồi, canh giữa chưa? Canh giữa rồi luôn, đúng không? Rồi, đây nè, canh lên là 10. Là tới chứ các bạn, tới cái chữ. Từ cái chữ canh lên cái hình là bao nhiêu? Là 8, đúng không? 8 hay 4 gì đó, 8 đi. 8 mình sẽ xuống miếng. Rồi, ngay giữa. Được chưa bạn? Chúng ta đã có được trang chủ chưa? Đã có được trang chủ. 48 tính luôn chữ G đó tới là 10, đúng không? Nhích lên no nữa. À, 48 12. Ờ chúng ta tính là 12 đi, tính 10 không có chỗ ha, cho nên mình sẽ tính 12 ha. Bởi vì tính 10 nó không có đủ. Được chưa bạn? Mình đã được trang chủ chưa? Được rồi, xong một thằng. Xỏ. À, rồi, tới fabric là yêu thích đúng không? À, canh lên. Bây giờ ngay nè, bây giờ chúng ta có cái thước chuẩn chúng ta canh này nè, ngay rồi. À đó,
cái tiêu chuẩn chúng ta canh ha, nhắm thằng bên kia chúng ta canh, chúng ta nhắm bên đây nữa các bạn, chúng ta canh. À, còn không các bạn vẽ test vào đi ha, vẽ test vào đi. Star. Đây là yêu thích đúng không? Cho nó màu trắng. Chọn lại. Cho nó màu trắng, được chưa? Rồi, canh phông chữ cho nó đều. Canh vào hai nước đúng không? Hai nước là ở đây nó sẽ đều ngay ha. À, rồi yêu thích. Rồi, thằng này ra ăn miếng. Chắc cho hai này canh giữa với nhau đi. Được chưa? Rồi, hai này canh giữa với nhau. Xét kích thước rồi đó, như vậy nó sẽ đều hơn, đúng không? Yêu thích. Rồi, xóa nền đi. À, bây giờ giả dụ như là bay trang chủ đang được chọn, đúng không bạn? Vậy là phong của bay trang chủ nó sẽ là bao nhiêu? 14 đúng không? Phong của chữ trang chủ này phải là 14. Ha, à, style font size là 14 đúng không? Vì được chọn mà. Ha, à, đấy các bạn thấy nè. Nếu như á được chọn á, được active á, nó sẽ là 14 và thằng này nó nhét lên một miếng đúng không? Đúng không bạn? Cái thằng được chọn nó sẽ nhét lên một miếng là nó chỉ còn 8, à, nó chỉ còn 6 thôi. Ha, à, nhét lên một miếng chứ còn 6. Và hai biểu đây là start đúng không? Chúng ta nhét lên. À, nhét như vậy nhiều quá. Rồi, nhét lên một tí, đúng không? Lộn yêu thích rồi. Đây thằng này, nhét lên một tí. À, đó, fire rig. Được chưa các bạn? À, vì chúng ta nè, vì chúng ta là mật độ dày đặc. Đâu rồi? Nó sẽ có một cái nói về mật độ dày đặc nha. 5 item, 4 item. Chúng ta đang sử dụng 5 item đúng không? Ship button 3, mình sẽ nhớ, mình nhớ có một cái nó nói về cái mật độ dày đặc cho nó biết này nó có không ta. Tại vì kích thước, các bạn thấy là kích thước maximum của nó là 168 như là chia cho mấy thằng kia đó ha. Rồi nó không nói về mật độ dày đặc, vậy chúng ta sẽ căn cứ chuẩn rồi là cái đó khoảng chừng là 6 thì thằng này nâng lên, kê lên là 8 đúng không? Ta kê lên nữa là 6 đúng không? À, khoảng cách này là khi nâng lên là 10. À, đây nâng lên là 10 nè. Đúng chưa bạn? Ha, nâng lên là 10, chuẩn hay bận một tí. Thằng này là canh là bao nhiêu? Thằng này canh là 8 đúng không? Bình thường là canh là bao nhiêu các bạn? Bình thường mỗi cái này là canh 10. À, bình thường mỗi cái là canh 10. Khi mà được chọn thì cái chữ này nó sẽ bự lên, đúng không? Và cái icon chúng ta sẽ nâng lên một tí. Ha. À, icon vẫn vậy đi, chúng ta sẽ để chữ bự lên thôi. Rồi, đây. À, nâng lên một tí nè, đó. Được chưa bạn? Ha, có nghĩa là thằng đó đang được chọn, đúng không? Rồi. Chết rồi, icon này đổi màu sao ta? Tag thì đổi màu được rồi đó, đúng không các bạn? Là chúng ta sẽ cho màu là màu secondary, đúng không? Bởi vì chúng ta đang sử dụng phông màu trắng nè. À, xin lỗi bạn, phông màu trắng thì chúng ta khỏi cần ha. Còn phông màu trắng chúng ta sẽ để như vậy luôn, cũng được, đúng không? Đây nè, các bạn xem ví dụ nè. Đối với phông màu trắng, đúng không bạn? À, chẳng qua là mấy thằng đó được chọn thì các bạn sẽ gì? Một là các bạn cho có tag hiển thị thôi. Còn khi mà chúng ta có tag sẵn đó, thì các bạn vẫn sao bạn? Đâu rồi, thằng này nó không có nói nhờ. Thì chúng ta vẫn như vậy cũng được ha, không là vấn đề. Nhưng mà thằng này chúng ta in đậm lên thôi, đúng không các bạn? Và là các bạn cho màu nó là màu secondary. Nhưng mà thôi, vì chúng ta là màu trắng cho nên các bạn cho nó in đậm lên thôi là được rồi, đúng không? Rồi, thằng này là track đúng không? Chắc chúng ta sẽ vẽ hết một lượt đi ha. Ủa sao mình bị mất cái bên kia rồi nhờ? Rồi nếu như bạn nào bị tự mi mất như mình á thì bạn chọn đây nè các bạn ha, các bạn chọn lại center, các bạn chọn lại những trong đó đó thì nó sẽ hiển thị ra lại thôi ha. À, rồi trang chủ thì được chọn thì nó sẽ nâng lên một tí đúng không? Rồi đây là bảng xếp hạng B C X đúng không các bạn ha, bảng xếp hạng màu trắng. Rồi ở đây sẽ là video. Cho màu trắng đi ha, để không có công chọn và chọn lại hoài. Đây sẽ là video. Rồi, à, album, ở đây sẽ là album ha, album. Thiệt chứ, album, mình ghét illustrator này ghê á. Album. Viết thường nha, các bạn lưu ý nè, ở đây chúng ta nên viết thường, đừng viết qua thường, các bạn nên viết thường, nó sẽ nhìn nó đỏ hơn ha. Viết qua chữ cái đầu đi. Rồi, album. Rồi, ở đây sẽ là video, đúng không? À, video.
Rồi ok, canh cho mấy này đều một tí đúng không? Hai này canh giữa với nhau. Rồi. Canh xuống là 10. Đây là 4 8 10. Ồ sao này xích lên dữ nhỉ? Đó. Ừ, lên tí đúng rồi ha, chúng ta tính luôn cái rìa. Đúng rồi, chúng ta lên như vậy phải rồi. Canh này làm chuẩn đúng không? Này lên miếng. Diện tích này lên tí đúng không? Canh lên là 8, 8 thì canh. Canh lên đây tí các bạn. Rồi. Thằng này được chọn thì chọi lên đúng không? Ha, chọi lên còn lại là 6, đây chính xác nè. Đây còn lại là 8 nè, đó. Đúng rồi các bạn, giờ mới đúng kích thước nè. Ha, canh lên. Đó. Rồi, bạn xếp hạng xong xóa đi. Đúng không? Rồi, album. Hai này canh giữa với nhau. Đấy, canh lộn. À đây canh giữa với nhau. Rồi, kéo nó ra. Rồi, album thì sẽ canh đều ha, chúng ta có lề hết trơn đó các bạn. Đó. Có được album, đúng không? À. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Rồi, này canh ngay luôn rồi. Ừ đỡ, canh nào canh ngay rồi đỡ ha. Rồi, video. Canh xuống, đúng không? Rồi, hai này canh giữa với nhau. Được chưa? Rồi, kéo ra. Ok, chọi đều luôn hơn. Đúng không bạn? Rồi, mình xích lên. Rồi, ok. À, xích lên canh lề ra là 8 đúng không? Canh lề ra là 8. 8 canh lề ra như vậy là đúng rồi. Ừ, rồi, xong rồi các bạn. Rồi, xóa con này đi. Rồi, mở lưới ra, đúng không? Chúng ta phóng lại 100%, chúng ta kiểm tra xem. À. Rồi, thằng này nó hơi chìa lên quá nè, đúng không? À, chìa quá mức. À, để như vậy không đúng, tại vì chúng ta được chọn vào đúng không bạn? À. Đó, thì đây chính là chúng ta các bạn thiết kế xong cái tab chưa? Được rồi đúng không? Ở dưới canh lên là 10. À, nhưng mà các bạn thấy nè. Cái phần tab được chọn đối với cái màu đối với thằng này á, thì sao các bạn? Không được chọn chứ hả? Nó phải có opacity đúng không? Nó sẽ bị mờ đi một tí ha. Mặc dù chúng ta để stack ở đây không sao, thằng nào được chọn thì nó sẽ in đậm lên và chữ bự lên, còn không được chọn nó sẽ mờ đi, đúng không? Vậy chúng ta set opacity cho mấy thằng này. À, mình sẽ cho nó cỡ là bao nhiêu phần trăm ta? Không biết ở đây nó có nói hay không. Mình quên mất tiêu rồi. Tại vì qua cái nói chung là qua phần này nói chung mình không có nhớ nhiều thông số cho lắm các bạn. À, các bạn thông cảm một tí. Mình sẽ cho nó mờ đi ha. Chắc mình cho nó mờ đi 70% đi. Để mình xem sao. 70% thì mờ quá không được. 80. Rồi 80 có vẻ ổn các bạn. Đây nè, các bạn thấy nè, trong cái clip demo Ramory đâu rồi? Đây demo Ramory nè. À. Đó các bạn thấy không? Những cái không được chọn thì nó sẽ mờ đi, đúng không bạn? Ha. À, ờ mình nhớ nó có cái phần opacity á nhỉ. Mình nhớ là nó có nói phần opacity cho mấy thằng đó. Rồi, chờ một tí. In the text. Mình nhớ là nó có nói nè, mình có nhớ là nó có nói. À ơi, sao không thấy đây nhỉ? Ôi, thiệt tình luôn á chứ. À, không thấy rồi, ok, chắc chung mình sẽ cho mờ đi 80% đi. À, 80%. Được chưa bạn ha? Ừ, thậm như 7, mình nhớ là thông số dao động 70 thì phải, tại vì bên kia là bên gì ta? Bên của cái thằng ở 70% các bạn ha. Bên của cái thằng mà Edistech các bạn nhớ không? Thằng Edistech thằng test field chúng ta bên đây nè là 70% cho cái button line đúng không? Thì đây chúng ta cũng vậy ha, 70% cho các button line này. Đó, đúng rồi, 70%. Không biết chọn hai cái được hay không? Hai cái của Opacity không có nè, 70%. À, 70 các bạn. 7 0 enter. Rồi. 7 0 enter. Rồi. 7 0 enter. Đó. Thì như vậy các bạn thấy rằng là thằng nào được chọn thì nó sẽ được chòi lên, đúng không? Nó chòi lên và sao các bạn chữ nó bự hơn. Đó, thì đây chính là cái các bạn, cái chúng ta thiết kế. Thực ra cái thằng các bạn lưu ý nè, khi được chọn chỉ có chữ nó bự lên thôi chứ thằng này nó không có chòi lên đâu ha. Bởi vì chữ nó bự lên thì này, thì khi mà chúng ta làm ở trong Android các bạn ha, thì chữ nó bự lên thì khoảng cách hai này tự động nó canh và tự động nó chòi lên thôi. Ở đây chúng ta chòi lên là do chúng ta tự thiết kế. Đó,
Thì như vậy là chúng ta thiết kế xong các bạn, cái phần tab chưa các bạn, xong rồi đúng không? Vậy mình thấy là khi chúng ta thêm vào đầy đủ rồi á, cái phần như là start các bạn nhìn thấy nó đỡ hơn không? Đỡ liền, ứng dụng chúng ta nhìn sao các bạn? Nhìn nó chi tiết ngay. Đúng không bạn? Nhìn nó chi tiết ngay luôn á, đúng không nào? À đó, thì đây chính là cái mà chúng ta làm, được chưa? Và chúng ta thiết kế ha. Thì bạn thấy rằng là ban đầu á sao các bạn? Chúng ta nhìn sơ sài lắm đúng không? Nhưng sau khi chúng ta thêm những cái chúng ta phân tích rồi chúng ta thêm những cái chi tiết mà chúng ta mong muốn vào thì lúc này các bạn thấy sao các bạn? Nhìn cực kỳ đỡ, đúng không các bạn? Cực kỳ đỡ luôn chứ không tới nỗi mà nó xấu cho lắm đúng không ạ? Cực kỳ đỡ. À, còn nếu như chúng ta chưa học qua material design mà chúng ta thiết kế thì các bạn có thấy là chúng ta biết áp dụng bằng bất tình tác như nào không? Và giới hạn nó bao nhiêu không? Không hề. Đúng không các bạn? Không hề. Mà chắc mình chắc chắn với các bạn một điều luôn là các bạn sẽ sử dụng tab hot, các bạn sử dụng tab tab 3 ngay luôn á, các bạn nào Android ha. Các bạn nào chuyên về Android ha, các bạn thấy là các bạn thường hay sử dụng tab để các bạn giải quyết cái vấn đề lắm, thay vì các bạn phải sử dụng là button navigation tab, bởi vì các bạn không biết được rằng là thằng nào nó sẽ đẹp hơn thằng nào. Đúng không bạn? À, bởi vì các bạn không biết được rằng thằng nào đẹp hơn nào, thì chính vì các bạn không biết rằng thằng nào đẹp hơn nào cho nên các bạn sử dụng lòn xì ngầu luôn. Đúng không bạn? Ha, chúng ta sử dụng lòn xì ngầu luôn. Đây, thì đây chính là cái mà chúng ta sẽ làm được ha. À, còn cái export bên đây chúng ta làm mẫu chúng ta không cần nữa, các bạn xóa đi ha. Để nó vào nó chỉ làm xấu thêm cho cái ứng dụng chúng ta thôi. Vô đồng gác nha cưng. Rồi, bỏ. Được chưa? Máy này nắm kéo qua đây một tí ha, để làm cái mã màu xác xác một tí. Rồi. À, đó. Thì bạn thấy rằng là sau khoảng chừng 4 bài, đúng không bạn? À, 4 bài và chúng ta áp dụng các nguyên tắc thiết kế thì chúng ta đã làm được các bạn, làm được bay trang chủ chưa? Chúng ta đã hoàn thành được cái bay trang chủ. Và cái bay trang chủ chúng ta nhìn sao các bạn? À, nhìn hợp lý quá đi chứ, đúng không? À, không phải đây là mình tự mãn ha, mà đây mình thấy rằng là sau khi chúng ta học xong được material design, chúng ta áp dụng vào các bạn thấy rất là hợp lý cho những bạn, cho cái ứng dụng của chúng ta. Đúng không nào? À, rồi. Thì các bạn thấy là mình sẽ nhắc lại ha, vì chúng ta sẽ ôn lại cái phần bài trang chủ này chúng ta đã áp dụng và tại sao chúng ta đã áp dụng các kiến thức này. Đầu tiên, các bạn thấy rằng là chúng ta đang muốn hiển thị album, muốn thị video hot, muốn thị playlist chọn lọc, đúng không? Và muốn thị danh sách các nghệ sĩ hot. Vậy tại sao ở đây mình lại chọn click thay vì mình chọn thằng read? Đúng không bạn? À, vậy lúc ấy là bạn hay về thằng cạc đúng không? Vậy ở đây mình phát âm cạc cạc nó không có chính xác cho lắm cho nên các bạn thấy cái chữ cạc nó các bạn bỏ qua đi ha. Các bạn nghe lượng tưởng làm gì đó cứ bỏ qua đi. Rồi. Ở đây mình chọn click bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta bản chất mình sẽ phân tích về bản chất app trước. Bản chất app của chúng ta đang là một cái app nghe nhạc. Đúng không bạn? Đang là một cái app nghe nhạc. Thì nội dung trang chủ chúng ta đang muốn trình bày phải phong phú một tí. Đúng không? Đang muốn trình bày phải phong phú một tí. Vì nội dung trình bày phong phú mà ở đây chúng ta để nó trình bày dạng read, ví dụ như là album hot chẳng hạn, chúng ta đang có những bài đang có 10 dữ liệu, 10 record. À, ví dụ như 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là mình cho 3 dòng đi. À, 10 record là 3 dòng. Thì bạn thấy rằng là khi người dùng mở các bạn lên, tự nhiên vào các nghe nhạc thấy ôi một cái mình album hot thôi nó đã chiếm đi bạn. Ví dụ như 3 dòng đi. Đó nó đã chiếm hết phần này rồi, các bạn che video hot này nha. Đó chiếm hết rồi. Các bạn thấy rằng là sao bạn, người ta nhìn vào không thấy được phong phú cái phần nội dung của chúng ta. Đúng không? Không phong phú được cái phần nội dung. Và bạn lưu ý là gì đây? Một cái mẹo, reach chỉ áp dụng cho hình ảnh mà thôi, hoặc là một nội dung đơn duy nhất. Đó chính là thằng chi tiết. À, chi tiết detail của một cái gì đó thì lúc đó chúng ta nên sử dụng reach. Còn ở đây, chúng ta là các bạn, chúng ta là nội dung phong phú thì chúng ta sử dụng như các bạn sử dụng list cho nó. Và gì các bạn? Và chúng ta chỉ có hai item. Đúng không? Đây, item thứ nhất là cái title và item thứ hai chính là các bạn là tên của gì? Tên của các người sĩ. Đúng không? Vậy chúng ta chỉ có hai item và gì? Và một cái hình ảnh đóng vai trò chủ đạo. Vậy là theo như cái phần chúng ta đã học component mà chỉ hai item và có một hình ảnh thì chúng ta sẽ áp dụng bạn áp dụng list thay vì gì? Thay vì cả. Đúng không? À, áp dụng list thì đó lý do tại sao mình áp dụng list cho phần này. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tại sao sử dụng button tab mà không sử dụng tab ở trên đây, đúng không bạn? À, tại sao? Bây giờ chúng ta phân tích tại sao. Thứ nhất, ở đây mình đang muốn làm một cái tab có icon và mình muốn tăng thêm cái không gian, à, tăng thêm cái không gian hiển thị cho người dùng, đúng không? Để người dùng không thấy bị gò bó. Thì mình cảm thấy rằng là và mình kiểm tra cái item mình đang muốn hiển thị, thì mình thấy rằng là như vậy, item mình đang hiển thị là bao nhiêu item các bạn? Là 5 item. Vậy lúc này là 5 item nó đã thỏa được điều kiện của button tab. Vậy mình sẽ có hai lựa chọn. Vậy ở đây mình được lựa chọn giữa tab và button tab.
đúng không bạn? À, được lựa chọn dưới tab và button tab. Và ở đây mình chọn button tab thì lúc đầu mình đã nói rồi là do không gian đúng không? Vậy mình đã chọn được button tab, được chưa? Vậy khi mình chọn được button tab thì mình roll lên thì sao bạn? Button tab do cái behavior của nó, hành vi của nó đúng không? Thì button tab nó sẽ gì? Ẩn đi thì chúng ta sẽ được quyền bạn phần nội dung ta hiện thị ra phong phú hơn, đúng không? Ẩn đi và phần nội dung hiện thị ra phong phú hơn, đó, được chưa? Để chớ bạn, à, thì đó là lý do tại sao mình chọn là button tab, vì mình đã thỏa được các điều kiện, đúng không bạn? À, rồi, nhắc tới phần nghệ sĩ, tại sao ở đây mình lại chọn hình tròn thay vì mình để giống list chọn lọc cũng được vậy, đúng không bạn? Mình để giống cái này cũng được vậy, mà thay vì đây mình chọn hình tròn. À, thì theo một số phân tích của các nhà thiết kế nổi tiếng của Google hay đúng là của trên toàn thế giới các bạn, thì người ta thấy được rằng mình đọc một cái bài báo nào đó, một cái bài viết nào đó về Meta rồi, mình đọc cũng lâu lắm rồi mình chả nhớ nữa bạn, thì người ta nói rằng là như vậy, đại loại là như vậy nè, những cái mà hiển thị về mặt avatar, à, những cái mà hiển thị về mặt avatar hay đúng là hiển thị về mặt cá nhân của một người, chỉ một đối tượng nào đó, ví dụ như con người, con vật hay đúng, người ta nói con người thôi, không nói con vật đâu, à, người ta không xài con vật đâu, nói về con người, thì lúc này người ta sẽ sử dụng hình tròn thay cho hình vuông. Thì đó lý do tại sao các bạn thấy là trang Facebook của chúng ta, mình nói cụ thể luôn là trang Facebook là cái avatar của các bạn nó để hình tròn thay vì là hình vuông, đúng không? Các bạn nhớ rằng là hồi đó đúng không, cái phần này nè là Facebook nó để hình vuông đúng không, bây giờ nó để các bạn nó để bo góc đều như thế này rồi, đúng không các bạn? Nó để bo góc đều như vậy rồi, mục đích nó là gì các bạn? Mục đích là nó áp dụng material design đó, đúng không? Tại sao đây để là hình tròn, đúng không? Tại sao đây sử dụng list, đúng không? Đây người ta sử dụng card nè, đúng không? Tại sao đây không sử dụng list mà sử dụng card, đúng không bạn? Tại sao đây sử dụng list mà không sử dụng card? Ở sao đây? Ở đây tại sao sử dụng card mà không sử dụng list? Còn ở đây tại sao sử dụng list mà không sử dụng card? Đúng chưa? Các bạn đã được học rồi, thì các bạn cũng đã gì? Đã biết rồi. Ha, mình sẽ không giải thích lại nguyên nhân cho các bạn. Đó, Facebook nó đang áp dụng material design này, nó làm đó các bạn. À, nó áp dụng material design đó chứ không phải là giỡn đâu, đúng không? À, đúng chưa? Bởi vì chúng ta học được material design, chúng ta sẽ biết được cách áp dụng, ha, và áp dụng khi nào và phân tích các trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng cho nó. Được chưa nào? Rồi, thì như vậy, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.